Mai thì lúc nào cũng có một cái quan niệm là đối với dầu thơm thì Mai phải xịt thử trước. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong trung tâm thương mại thì nhiều khi mình xịt thử nhiều quá cái nó bị loạn mùi, mình không biết cái mùi nào mình ưng hết và mình bị nhức đầu ngang á cô chú anh chị. Xong rồi cái mình quán già, cái mình sợ, mình không có muốn mua chai nào hết. Mai đã từng bị rất là nhiều lần như vậy ha. Nên lần này Mai quyết định Mai đánh liều, Mai mua thử hai chai này tại thấy nó giảm giá cũng nhiều. Ngày Black Friday là ngày giảm giá nhiều nhất trong năm luôn. Nên là Mai quyết định Mai sẽ mua thử. Và cuối cùng thì Mai... Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm sáng hôm nay Mai dậy sớm, cả nhà ông xã Mai cũng hỏi Mai chứ ô em sao em dậy sớm dữ vậy. Cái nói hôm nay em tập yoga hả? Nói không, không có tập yoga. Cái Mai ghẹo ổng, Mai nói là bây giờ là đó là lịch sinh học của em rồi, cứ sáng là em dậy sớm. Tại bình thường nếu mà Mai không có, Mai dậy trễ lắm cả nhà. Tại vì ông xã Mai là người đưa từ nhỏ đi học không, mà còn mình thì ổng để cho mình ngủ khi nào mình ngủ á cô chú anh chị ha. Hôm nay thì khá dậy sớm. Mọi người nhìn thấy trời bên Mai sương mù không, để Mai quay cho mọi người xem nha. À, giống Đà Lạt không cô chú anh chị? Sương mù ha. Đây Mai thì đang hâm cái bánh canh á cho hai đứa nhỏ nhà Mai nó ăn. Ngân với xíu muội nó ăn sáng cô chú anh chị ha. Cái này thì hôm bữa Mai đi mua ở quán hủ tiếu Năm Vang á. Một phần này là hai đứa nhỏ nó ăn đủ á, bữa sáng rồi. Còn Mai thì chắc là lôi cái miếng cơm nguội này ra ăn cả nhà. Ăn với lại tôm rim mặn ha. Hai đứa nó thì ăn bánh canh. Cuộc sống ở Mỹ là vậy á cô chú anh chị, mà Mai thấy có cơm ăn là thấy hạnh phúc rồi. Nhiều khi ăn mấy cái đồ Mỹ mình còn không thích nữa, mình thấy ăn được món quê hương của mình là mình thấy vui lắm rồi. Được ăn cơm nguội là hạnh phúc của Mai đó cả nhà. Nói nghe mắc cười nhưng mà sự thật là vậy ha, có cơm ăn là vui rồi. Đây xong rồi cả nhà, ừ, của hai bà đó. Mở đem ở đây rồi ăn đi. Đây cô chú anh chị, bữa cơm sáng của Mai, mời mọi người ăn cơm chung với Mai nha. Tôm rim, canh khoai mỡ, với lại còn có mấy cái miếng dưa cải muối. Cái này là rau muống ngâm dầu giấm, ngâm giấm đường. Đó, cô chú anh chị mời mọi người. Bữa cơm đơn giản nhưng mà hạnh phúc. Tại vì được ăn những món quê hương. Chứ mà nó ngon lắm cả nhà, bởi vì ăn gì mà mập nè. Đó, thấy không? A few moments later. Đây cả nhà, Mai dọn dẹp ăn xong rồi thì dọn dẹp rồi đây. Ông xã Mai ổng làm xong, ổng kêu Mai là đi vô coi văn phòng của ổng chút xíu rồi cả nhà. Ổng khoe à, cô chú anh chị biết sao không? No. Wow. Wow. No more wire, hả? Huh? Cô chú anh chị có nhớ không? Uh-huh. Bữa hôm trước có một đống dây nhợ kéo từ bên đó qua bên này. Nhưng mà ông xã Mai ổng đã... Real different, right? Yeah, hả? See? Ông đã the good đó, ông đã chuyển qua thành ông qua cái bờ tường này đó, đỡ quá. Yes. Đó, vậy là cuối cùng là đã không còn dây nhợ lòng thòng nữa. Ông xã Mai thì ông khá là khí tính nên là ông không có thích cái gì mà nó nhìn nó tùm lum tà la. Okay, good. Yes. Ổng cần nói Mai cho em mở này đem coi coi. Thôi khỏi đi, mệt quá cả nhà. Đó. Ông nói là ở dưới này bây giờ anh có, anh đã mua cái rác ở dưới này để anh để hai cái cục lên. Trời ơi. Đó. Đúng là không có dây thì nó cũng nhìn nó cũng sạch sẽ gọn gàng hơn hát rất là nhiều. À, để Mai khoe với mọi người, sẵn tiện khoe thì Mai khoe luôn nha. Đây mấy cái gói ngày hôm qua Mai đi mua về nè, cô chú anh chị thấy không? Cũng dễ thương cả nhà ha. À, nói chung là cái này là cái cũ của chú anh chị ha. Thôi Mai đem qua đây Mai để ha. Đó thì đây là 4-5 cái gói mà Mai mới mua về hôm qua đó cô chú anh chị. Mọi người nhớ hôm qua Mai đi đi Home Goods trời mưa không? Đó. Mưa tầm mưa tả mà cũng phải đi. Không, lúc Mai đi thì không có mưa, Mai nói xạo ha. Nói gì không có công bằng. Đó thì cũng dễ thương đúng không cả nhà? Thì mới thấy là cái màu xanh á, thì nó hợp với cái màu sofa này. Còn cái màu đỏ thì nó hợp với cái màu thảm này. Thì đó là mình quyết định là mình mua còn cái ở giữa này. Cô chú anh chị thấy không? Thì nó có cả màu xanh, màu đỏ là nó hợp cả hai. Cái giữa này là cái trang trí ha. Mai thì Mai không có thích mua mấy cái mà kim tuyến, xà cừ, tùm lum tà la. Khi mà mình ngồi giữa nó không có thoải mái. Nên Mai mua cái này, nó chỉ là thêu chỉ thôi. Đó, cô chú anh chị nhìn được không? Cũng được ha.
Tại vì nhà mình cũng không có gì sang trọng nên mình cũng để bình thường vậy thôi. Sẵn tiện mình dẫn mọi người lên, mai qua khoe với mọi người luôn ha. À, khoe với mọi người là mai đã làm gì với những cái đồ mà mai mua. Đây cô chú anh chị ơi, đây là không gian của Mai. Mai đang định là sẽ mua một cái ghế dài nữa. Cái ghế mà bữa Mai nói mà ấy dày vậy đó, hoặc là cái ghế sofa để đây. Tại khúc này nó hơi trống trống ha. Hoặc là Mai định mà mua một cái thảm để ở dưới cái khu này, ở giữa này ha. Định trải cái thảm. Thì đây là hai cái hộp mà ngày hôm qua Mai mua đó cô chú anh chị. Một hộp thì Mai để cái bông tẩy trang, một hộp thì Mai để cái ngoáy lỗ tai, bông ngoáy tai ha. Đó. Còn đây là cài của Mai nè. Cô chú anh chị ông xã Mai, ông nhìn thấy cái cài của Mai sao ông nói là anh nghĩ là mình nên mua thêm cài. Ông ghẹo Mai á cô chú anh chị. Thì bây giờ Mai dời hết qua một bên luôn, để bên đó mình để cái bình hoa hồng ha. Đây cái tủ ngày hôm qua Mai mua 12 đô mấy nè cả nhà. Thì dễ thương không? Rất là gọn gàng ha. Cái này giảm giá còn 12 đô ở trong Home Goods á. Đó, mấy cái hộp kem, mấy cái hộp phấn ở trong này. Rồi. Trong này nè cả nhà thấy không? Đó, mấy cái hũ là Mai để đây nè. Cô chú anh chị thấy không? Hũ này thì Mai để phấn mắt với lại phấn phấn tạo khối gì đó. Mai xếp nó rất là gọn gàng ha. Cái hũ này thì cái tray này thì Mai cũng đựng mấy cái kem, mấy cái này nọ. Này, cái này dễ thương nè cả nhà thấy không? Đó, son nè, mắt nè, lược nè, thấy không? Son nè. Gọn gàng không cả nhà? Mai thấy nó cũng gọn gàng á ha. Mai sắp xếp cũng ok. Đây nữa. Bên này là cái tray để cột tóc của Mai nè cô chú anh chị, cột với kẹp ha. Mình để đây là gọn luôn nè. Quá trời đẹp. Đây cột tóc nè. Đây là kẹp rồi mấy cái pin. Còn cái này là mấy cái bấm, mấy cái bấu á, kẹp mà kẹp bấu. Gọn ha. Đây còn dưới đây là cái tray mặt nạ của Mai ha. Tất cả các mặt nạ thì Mai để ra đây hết nè. Rất là nhiều, tự nhiên cái mua cho một đống mặt nạ. Đó, còn tủ trần hữu trang của Mai nè. Bông, kẹp, cài. Rất là gọn gàng, mặc dù nó hơi sến chút. Hơi trần hữu trang một chút xíu. Đó. Nói chung là khá là gọn gàng. Bắt đầu là Mai là có cái thảm yoga đó đó, là buổi sáng là Mai tập yoga ở đây ha. Mai mở cái cửa, cái rèm cửa sổ lên, kéo lên là bắt đầu là mình tập yoga. Từ bây giờ là từ thứ hai đến thứ năm, thứ sáu đến thứ sáu, tuần 5 ngày là có một cái thói quen hơi lành mạnh nha cả nhà. Đó chính là tập yoga. Bây giờ thì Mai sẵn tiền thì dẫn mọi người xuống để mở cái hộp quà này ra luôn. Ô, mấy hộp quà, cái hộp đồ này ra. Giao đồ tới xã Mai lôi vô để trong cái bàn đó rồi. Đó, vậy ơi, Mai đã đoán được cái này là cái gì rồi. Đây là cái mỹ phẩm Lancôme á cô chú anh chị. Dầu thơm. Hình như cái này phấn kem. Để Mai cho mọi người xem. Từ từ đã. Kem, để Mai bỏ ra ngoài hết cả. Tại vì dẫu sao thì đây là chống nắng. Wow, một thùng luôn. Thôi mà phải lấy cái hóa đơn ra.
Hai cô chú anh chị ơi, bây giờ thì Mai xin mời mọi người mở cái thùng quà này ra chung với Mai nha. Lúc nãy thì Mai quay rồi một cái video đó, Mai đã bắt đầu khui cái thùng này ra cô chú anh chị. Nhưng mà khi đó quay thì nó bị mất tiếng, mà cũng không hiểu sao nó chụp chặt nha. Cái điện thoại của Mai, những cái phần mềm quay á, nhiều khi nó bị chụp chặt. Thì đầu tiên thì Mai sẽ khui được dừa thơm lên trước cô chú anh chị. Đây là cái dầu thơm mà Mai muốn giới thiệu với mọi người. Đây là cái dòng La Vie Esbella gì đó ha. La Vie Esbella. Cái dầu thơm này thì cái chai này Mai mua là 50ml của chú anh chị, là 1,7 ounce của Mỹ ha. Thì chai dầu thơm này khi mà bóc ra thì bên trong nó như thế này. Lúc nãy Mai cũng vừa bóc ra rồi, tại vì Mai quay rồi, Mai bóc ra lúc mà Mai quay đó, nhưng mà nó mất tiếng và phải quay lại của chú anh chị. Thì cái dầu thơm này cái vỏ rất là đẹp, của chú anh chị nhìn thấy đẹp không? Nó rất là sáng bóng, nói chung là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà ai mà mua dầu thơm để sưu tập, để chân thôi cô chú anh chị, thì nó cũng rất là đẹp ha. Và lúc nãy Mai có xịt ra trong người Mai rồi, Mai xịt ra cái mùi này á cô chú anh chị biết không, nó thơm thuộc dạng nồng nàn. Đặc biệt là những cái ngày mùa đông như thế này thì mình có thể xịt cái loại dầu thơm này, nó nghe mùi rất là ấm, nồng ấm á cô chú anh chị, thơm, rất là thơm ha, thơm cái mùi nồng nàn quý phái, đẹp đẹp mà còn thơm nữa cô chú anh chị. Mà cái chai cũng rất là đẹp ha, nè mọi người nhìn thấy không, kim tuyến nè, lóng la lóng lánh luôn. Còn cái vỏ chai dừa thơm thì bóng loáng ha, y như là kim loại vậy. Mai nghĩ cái này là nó mạ một lớp kim loại ha, đi mạ một lớp giống như lớp vàng ở trên này, nó theo cái hướng là giống như là vàng đậm đồng, màu vàng đồng đậm từ trên xuống dưới ha, dưới đây là màu vàng nhẹ đi, còn trên này giống như là đồng đậm lên đó cả nhà. Mọi người nhìn thấy không, rất là đẹp ha, nó giống như là 3D vậy đó, nó lan từ từ lên ha, nó lan từ đậm xuống nhạt ha, từ nhạt lên đậm, từ nhạt lên trên đậm nè. Cái chai cũng rất là đặc trưng, cái chai cũng rất là đặc biệt. Và cái chai này thì Mai cũng chia sẻ với mọi người ha, khi mà Mai mua giảm giá ngày Black Friday là ngày thứ sáu đen tối của chú anh chị, thì chai này chỉ có 98 đô thôi đây cả nhà. Mai mua 98 đô, mà cái giá trên web hiện tại đang bán là 140 đô. Đó, có chú anh chị nhìn thấy không? Chắc là Mai nghĩ là chắc mọi người khó thấy ha. Cái giá trang web đang bán hiện tại là 140 đô, cô chú anh chị thấy không? Thì để Mai lấy cái nét lại. Thì chai này Mai mua, Mai được giảm giá lần tới 42 đồng. 42 đồng là 30% ha. 30% đối với dầu thơm ở bên này là một cái khoản giảm giá rất là lớn. Và đặc biệt là những cái hiệu Lancôme thì còn giảm giá 30%. Chứ thật ra là những cái hiệu như mọi người biết á, là Chanel hay là những cái hiệu mà mắc hơn, nhưng đặc biệt là Chanel thì Mai ít có thấy mà họ giảm giá 30% lắm. Họ giảm tối đa là 15% thôi cả nhà. Mai thấy Black Friday thì dầu thơm cũng giảm giá được có 15% thôi, nên là Mai thấy cái này 30% là cũng hơi bị nhiều rồi đó nha. Mùi thơm, thơm nồng nàn, đặc biệt là những mùi dầu thơm thì cô chú anh chị biết đó là nó rất là khó, nó rất là kén người. Mai thì lúc nào cũng phải xài thử rồi mới mua, nhưng mà không biết sao đợt này á mà Mai lại có niềm tin là Mai mua online xong rồi Mai về Mai sẽ xài, Mai sẽ thích, không hiểu luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cái dòng này thì Mai đã có một chai rồi, và bữa hôm Mai nhớ là chai đà nó mua, năm mai thì Mai cũng chưa có thử dòng này, nhưng mà khi mà chai đà nó xức lên người á, Mai nghe mùi rất là thơm và Mai thích, thì Mai hỏi chai đà là cái chai đó là chai gì, cái chai đà nó chụp hình cho Mai, thì cũng Mai cũng có một chai cái La Vie Belle của chú chị ha. Mà cũng có một chai rồi nhưng mà nó khác cái hiệu này. Thì những cái dòng mà La Vie Belle này thì nó cũng có những cái thiết kế khá là tương tự giống như nhau. Một chai hình chữ nhật như thế này, nó dẹp hai bên xong rồi có cái nơ như thế này ha. Mà đã có một chai, bây giờ Mai có thêm một chai nữa. Và cái chai dầu thơm thứ hai Mai muốn giới thiệu đến mọi người cũng là dòng La Vie Belle luôn cô chú anh chị. Đây tên 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 tên, cái vỏ của nó như thế này đây. Chai này thì to hơn cái chai lúc nãy Mai mua. Chai này thì dung tích là 100ml, có nghĩa là 3,4 ounce. Mai cũng đã khui ra rồi, tại vì Mai cũng nói mọi người đó, lúc nãy Mai khui ra Mai đập rồi mà Mai quay nó không có tiếng. Thì bây giờ Mai quay lại thôi. Tan tan tan, đẹp không cả nhà. Mai rất là thích cái dòng thiết kế của dòng La Vie Belle này của Lancôme, bởi vì thiết kế nhìn rất là nữ tính ha. Có một cái hoa, có một cái lá ở đây cô chú anh chị, thì nó tăng thêm cái sự sang trọng nữ tính của cái chai. Cái chiếc dây ri băng này nó vừa rất là nhẹ nhàng nữ tính và vừa sang trọng nữa cả nhà ha. Thì cái chai La Vie Belle này của Mai mua này nè, thì nó khác với cái chai mà Mai đang có. Chai Mai đang có thì nó trơn, còn cái này thì nó có những cái đường gân theo hình nửa hình tròn như thế này ha. Đó, chai này thì là 100ml, 3,4 ounce.
Mai mua giảm giá là 110,6 đô. Còn cái giá mà không có giảm của cái em này là 158 đô. Thì tính ra là Mai mua cái chai này thì Mai cũng được giảm 48 đô nha cả nhà. 48 đô cũng là một số khá là nhiều ha. 158 đô mà còn có 110,6 đô thôi. 47,4 đô nhưng mà không sao, tôi coi như là 48 đô đi. Cũng rất là xinh, rất là đẹp. Thì cái chai này là Mai cũng đã xịt ra thử rồi cả nhà, nhưng mà Mai không có xịt lên người Mai. Tại vì Mai đã xịt cái chai này rồi. Nếu mà Mai xịt vô nữa thì cái mùi nó đánh nhau rất là khó chịu. Nên là Mai quyết định là cái chai này á, cái chai lớn á, thì Mai xịt ra cái tờ giấy này. Và Mai hửi á. Thơm. Giống như có một phần mùi giống như mùi hoa trà mà thơm. Cái mùi thơm của cái chai lớn thì nó thiên về cái dạng như là thanh mát. Còn cái chai nhỏ thì thơm nồng nàn ha. Thanh mát. Đó là hai cái mà, nhưng mà nó cũng hơi ngọt ngào. Thanh mát mà lại hơi ngọt ngào, nó có một chút xíu gì thêm về như vậy. Mai cũng thích cả nhà. Nếu mà nếu mà để hai chai này, Mai thích chai nào hơn thì Mai cũng không biết. Nhưng mà nếu mà nó bay đi rồi thì cái chai kia nó cũng bớt nồng thôi cô chú anh chị. Cái chai nhỏ nó cũng bớt nồng. Mà nó sẽ có cái sự quyến rũ. Cái chai mà nồng thì nó lại quyến rũ ha. Còn cái chai mát này thì nó nhẹ nhàng, nó thanh cao. Mai không hiểu sao Mai. Hai chai Mai đều thích, tại vì hai chai nó theo hai cái trường phái khác nhau. Thơm quá. Nói chung là mua được hai chai dầu thơm này cũng khá là ưng ý ha. Mai chưa bao giờ nghĩ là đến việc mà Mai không có thử dầu thơm, mà Mai không thử trước mà Mai đi mua. Mai thì lúc nào cũng có một cái quan niệm là đối với dầu thơm thì Mai phải xịt thử trước. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong trung tâm thương mại thì nhiều khi mình xịt thử nhiều quá, cái nó bị loạn mùi, mình không biết cái mùi nào mình ưng hết. Và mình bị nhức đầu ngang á cô chú anh chị. Xong rồi cái mình quán gà, cái mình sợ, mình không có muốn mua chai nào hết. Mai đã từng bị rất là nhiều lần như vậy ha. Nên lần này Mai quyết định Mai đánh liều, Mai mua thử hai chai này. Tại thấy nó giảm giá cũng nhiều, ngày Black Friday là ngày giảm giá nhiều nhất trong năm luôn. Nên là Mai quyết định Mai sẽ mua thử. Và cuối cùng thì Mai đã thành công cả nhà. Mai thì Mai thường thích dầu thơm lắm. Tại vì Mai thích thay đổi mùi ha. Có thể ngày hôm nay cái Mai hứng cái Mai xịt mùi này, ngày hôm sau Mai hứng cái Mai xịt mùi khác. Nhưng mà đối với Mai thì dầu thơm nó cũng khá là khó tính. Không có nghĩa là Mai phải hửi Mai thích thì Mai mới mua được. Vì cái dầu thơm này nó theo mình cả một ngày luôn. Nếu mà mình xịt á mà mùi nào mình không thích á, không lẽ mình đi tắm luôn cả nhà. Mình nó ám mình cả ngày, rất là nhức đầu. Và nó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cái mùi nồng này nè, mọi người Mai khuyến cáo là mọi người xịt ít thôi một chút xíu. Không, mà khi mà nó bay đi thì cũng đỡ ha. Thì tại vì cái mùi dầu thơm nó nồng á, thì nó sẽ nhiều khi sẽ bị ảnh hưởng, có nhiều người người ta không thích ha. Có nhiều chai dầu thơm 400-500 đô nhưng mà Mai gửi Mai không thích thì Mai vẫn không thích. Còn dầu thơm mà nó rẻ, nó có 100 mấy thôi, nhưng mà mình gửi mình thích thì nó vẫn hơn cả nhà ha. Bởi vậy đối với Mai thì cái gì nó hợp với mình thì nó vẫn tốt hơn, chứ không phải là nó đắt thì nó mới là tốt đâu. Thì mình cũng đắt thì mình cũng thích, mình cũng sẽ mua mình thử. Mình thà là mình xịt thử, mình tới mình xịt thử cái mẫu thử coi như thế nào. Tại vì mua một chai dầu thơm 400-500 đô, 300 mấy đô mà nếu mà mình không xịt không thích á, ôi nó mệt lắm cả nhà. Xịt vô nó nhức đầu hại não lắm. Vì vậy nên Mai nghĩ mọi người nên, nếu mà mua dầu thơm thì nên cẩn thận ha, đi thử chứ. Mà hai cái mùi này thì hai mùi Mai thấy đều rất là nồng. Nếu mà cô chú một cái mùi nồng, một cái mùi mát, thì nếu mà cô chú chị nào mà thích cái mùi la vi bèo lè của Lancôme thì hai mùi này là hai cái mùi mà đáng nên thử ha. Đối với Mai thì Mai thấy vậy, một mùi thì nồng nàn, một mùi thì thanh mát. Và cái tiếp theo Mai muốn đập cho mọi người xem đó chính là cái hộp phấn phủ của chú anh chị ha. Mai thì khá là ít trang điểm mà Mai cũng trang điểm rất là nhẹ nhàng. Ví dụ như Mai chỉ có skin care, sáng ngủ dậy thì skin care, xong rồi Mai chẻ chân mày hoặc là đánh một chút son nhẹ nhẹ thôi, chứ Mai không có trang điểm gì nhiều. Rất là ít xài phấn phủ, nhưng mà hôm nay thì cũng nên mua một hộp phấn phủ để nếu mình có đi đâu thì mình cũng xài cả nhà ha. Cũng phải bon chen với người ta. Đây là phấn phủ nè cả nhà. Mai không biết, không nhớ cái màu bao nhiêu, để Mai coi. Nếu mà mọi người muốn thì Mai sẽ coi. Cái màu này thì Mai nghĩ nó cũng hợp với da của Mai ha. Không quá sáng so với da Mai cũng không có quá tối. Cái phấn này thì Mai mua giảm giá là 25 đô của chú anh chị. 25 đô. Giá không giảm của nó là 50 đô. Cái phấn này thì Mai mua được giảm giá tới 50% lận. Giá không giảm là 50 đô. Giá giảm rồi là 25 đô ha. Được tặng kèm một cái bông phấn cao su như thế này. Thấy chưa?
Đây cái màu như thế này, nếu mà cô chú anh chị nào muốn thì chụp màn hình lại ha, chứ Mai cũng không biết nó là cái màu gì luôn. Versatile gì đó. Trời ơi. Rồi tiếp theo hai cô chú anh chị, đây là cái phần tiếp theo là kem chống nắng. Hộp kem chống nắng này có dung tích là 30ml. Và Mai mua là 24 đô. Chống nắng là SPF là 50 cộng ha. Đó, cô chú anh chị thấy không? 50 cộng 30ml. Thì đây là những cái món mà Mai sẽ mở ra để Mai coi cho mọi người. Nếu mà cái giá mà không có giảm thì là bao nhiêu tiền ha. Thì cũng khổ. Chống nắng là skincare. Skincare service. À, Mai đã tìm được cái chống nắng này ở trong trang web của nó rồi đây cô chú anh chị. Đây chính là cái UV Expert Defense SPF 50 cộng Primer, and cái này là dưỡng ẩm với chống nắng cô chú anh chị. Họ bán hiện tại là giá 48 đồng, thì Mai mua on sale chỉ có 24 đồng thôi, thì sản phẩm này cũng giảm được 50% cô chú anh chị ha. Thì khá là hài lòng với những gì mà mình mua ngày hôm nay. Mai cũng còn 3 cái sản phẩm nữa mình chưa đập hộp với mọi người. Hứa hẹn là 3 sản phẩm này rất là đắt tiền, bởi vì đây là cái hũ kem vàng của Lancôme rất là đắt, một hũ có thể tới mấy 8 triệu gì của Việt Nam lẫn đó cả nhà, rất là đắt ha. Có hũ ở Việt Nam bán 8 triệu mấy luôn, rất là đắt luôn. Nhưng mà Mai chưa có đập, tại vì Mai chờ là vì cái này khi mà Mai mua xong riêng lẻ từng sản phẩm phẩm á, Mai để trong giỏ hàng xong rồi thì Mai mới thấy là hình như khi mà mình mua như vậy thì nó đắt hơn là mình mua một bộ chung với nhau. Thế là sau đó thì Mai lại order một cái bộ chung với nhau nữa. Mai nghĩ là những cái này thì Mai sẽ trả lại. Mai sẽ giữ cái bộ kia lại. Mai cũng đang chờ cái đơn hàng thứ hai của Mai, thì Mai nghĩ là chắc trong nay mai thì nó sẽ về thôi, chứ nó không có lâu đâu cả nhà. Thì cái này là Mai quyết định là Mai chưa có khui ra, để Mai đợi cái đơn hàng kia về. Nếu mà có cái nào trùng thì mình đem trả lại để cho nó tiện hơn cô chú anh chị. Bây giờ mình khui ra mình đâu có trả lại được đâu ha. Thì mình coi cái deal nào tốt hơn thì mình giữ. Mình tại vì mình đặt hai cái để mình nghĩ là mình giữ cái nào thôi chứ không phải ha. Đó. Thì đây là những cái sản phẩm mà Mai mua được ngày hôm nay. Mai đã khui ra rồi 4 món cô chú anh chị. 4 món ha. 2 chai dầu thơm, 1 cái dưỡng ẩm chống nắng và 1 cái phấn phủ. Nói chung là mua được cái deal khá tốt thì cũng thấy là mừng, tại vì 1 năm thì cái lễ thứ 6 đêm tối Black Friday chỉ có 1 lần thôi, nên tranh thủ mua. Mai thì nằm ở nhà thôi chứ Mai không có đi chen chúc, bởi vì ông xã Mai nói là ôi em ơi đi ra đường bây giờ nó đông lắm, nó chen lắm, em ở nhà em mua online đi, em nằm trên giường nhiều khi Mai ngủ không được cô chú anh chị. Quẹt. Thế là cái đơn hàng này là 685 đô tất cả cả nhà ha. 685 đô rồi cái đơn hàng kia là 700 mấy nữa. Là trong một đêm là Mai mua Lancôme là 1000 mấy, chồng Mai là nói trời ơi. Nhưng mà không sao, thì Mai sẽ trả bớt một ít ha, chứ không phải là Mai giữ hết. Thì đây là cái đơn hàng mình đập hộp ngày hôm nay. Ôi, bây giờ thì Mai phải đi ra làm móng rồi cả nhà ơi. À, tới giờ làm nail rồi. Tại vì Mai có hẹn làm nail ngày hôm nay, thì Mai đi sinh nhật của bạn chồng Mai, nên là Mai cô chú chị thấy một ngón là bị mất rồi nè. Mai có hẹn đi làm nail là phải xinh đẹp trước khi mình đi sinh nhật ha. Đó, Mai cảm ơn các cô chú chị rất là nhiều đã cùng xem video đập hộp của Mai ngày hôm nay nha. Bây giờ thì mình sẽ đi làm móng và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Đó là video sinh nhật, tiệc sinh nhật của bạn chồng Mai. Và với một cái cách của người Mỹ họ làm, đó chính là tiệc sinh nhật bất ngờ, đó là surprise birthday của chú anh chị. Thì tạm biệt cả nhà, xin hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Tạm biệt.